Hello, hello, Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Vâng, hôm nay là buổi sáng ngày mùng 6 tháng 12, đầu tháng dương lịch. Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị là 6 chiếc kệ gỗ lát chun đấy ạ. 6 chiếc kệ gỗ lát chun. Và 6 chiếc kệ này là hàng trọn vân cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp ạ. Và có tổng chiều dài là 2m57, chiều cao là 95 phân, chiều sâu là 48 phân. 6 chiếc này đẹp như nhau. Sau đây Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu chi tiết sâu sát từng cái một. Kính mời các bác và cô chú quý chị cùng bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo. Kệ thì Công Nhung có rất nhiều loại gỗ, nhưng mà ngày hôm nay Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin trân trọng được giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị về chi tiết 6 chiếc kệ gỗ lát chun dài 2m57. Và đây là 2 chiếc đầu tiên đấy ạ. Kính mời các bác và cô chú anh chị cùng mục sở thị. Đấy, tất cả những phần gỗ đẹp nhất, đồng đều màu nhất Công Nhung đã lựa chọn để lắp đặt lên lô kệ này. Và cũng xin chia sẻ giá của 6 chiếc kệ này có đồng giá là 12 triệu một chiếc ạ. 12 triệu một chiếc vận chuyển tận nhà. Đấy, các bác và cô chú chị mà yêu quý chiếc kệ lát chun, xin vui lòng đặt hàng ngay đến hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Xưởng Đồ Gỗ Công Nhung có trụ sở Tuyên Quang, địa chỉ Tuyên Quang đấy ạ, tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Cơ sở Yên Bái có địa chỉ tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị một ngày gần nhất bớt chút thời gian về tham quan Đồ Gỗ Công Nhung trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang hoặc là trực tiếp tại cơ sở Yên Bái. Riêng về kệ thì Công Nhung có rất nhiều loại điển hình như kệ đinh chun, kệ rổi chun, kệ đinh hương, kệ hương đá và kệ lát chun và kệ xoan chun. Ngoài ra còn rất nhiều các loại khác nữa. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, mình sẽ được lựa chọn rất nhiều sản phẩm. Ngoài kệ thì bàn ghế, đồng hồ, lục bình, hoành phi, câu đối, sập ngồi, sập thờ, tủ thờ, rất nhiều, đa dạng. Tất cả các nội thất trong gia đình thì hầu như Đồ Gỗ Công Nhung rất đầy đủ luôn. Bàn ghế thì hiện nay thì Công Nhung đang dựng xong trên 200 bộ rồi, trên 200 bộ rồi. Cũng chuẩn bị cuối năm để đón xuân năm mới. Kính mời các bác và cô chú chị đến để tham quan và mục sở thị tham khảo. Và đây là Công Nhung đang giới thiệu trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang, có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Sau đây Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin dịch chuyển vào bên trong để giới thiệu thêm đến với các bác và cô chú chị là một số sản phẩm đang được trưng bày. Và đây ạ, rất nhiều ghế rổi chun Công Nhung đang bày ra ngoài sân rồi để giới thiệu đến với các bác và cô chú chị về một số sản phẩm ghế rổi chun. Và đây ạ, bên trong còn quá nhiều luôn. Sau khi các bác và cô chú chị đến tham quan thì thoải mái lựa chọn mục sở thị ưng bộ nào, Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ cho anh em thợ hướng dẫn đánh dấu tất cả sản phẩm, sau đó sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú quý anh chị tận nhà. Ngoài ra thì có những sản phẩm full rồi thì sẽ chở luôn cho các bác và cô chú quý anh chị trong ngày. Và ngày hôm nay Sở Đồ Gỗ Công Nhung cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú quý anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan sản phẩm Đồ Gỗ Công Nhung. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú quý anh chị trong